Các bạn ơi, các bạn Hoa. Hình như có một chú chào mào hay gì nhỉ? Đây là chào mào hay chích chòe nhỉ? Chào mào các bạn. Đấy, bị rơi từ trên cây cao nhà mình nó rơi xuống kia kìa. Đấy các bạn nhìn kìa, từ trên cây cao nó rơi xuống. Đấy, trên này con chim mẹ nó vẫn đang bay ở bên trên, nhưng mà con chim con nó bị rơi xuống dưới gốc các bạn ạ. Đấy, bây giờ có khi làm thế nào mà cho lên được ổ cũ gì à? Chắc không cho lên được đâu, cây cao nhà mình nó cao lắm. Này, có khi mình sẽ phải nuôi em nó, xong bao giờ là em nó lớn thì mình sẽ thả em nó ra thôi các bạn ạ. Đấy, khổ thân không. Nè, chả kêu gì cả, vẫn bé, cái này không biết được mấy ngày tuổi không biết cơ. Này các bạn nhìn này, giờ thì chả có cách nào để mà cho lên cây được các bạn ạ. Cho lên cây cũng không cho được cơ. Đấy, mình không thể leo lên cây cao để mình cho em nó lên được cơ. Ê, buồn nhỉ. Mẹ ơi, bố ơi, con này, con gì con chim mẹ nó ở trên đây hả? Ờ, bố biết rồi, mà để ở dưới đây tối là rất dễ có chuột nó ra nó bụp ngay các bạn ạ. Chuột nó ra nó cắn ngay, đấy con chim mẹ nó đâu rồi? Không biết chim mẹ nó cắp được lên không nhỉ? Nè các bạn nhìn này. Đấy em này chắc được mấy ngày tuổi thôi. Ôi có khi là mình sẽ tạm thời mình nuôi em nó ở trong lồng các bạn nhé. Có khi mình sẽ phải chăm sóc em nó vậy thôi. Hi, mình xin chào các bạn nhé. Đấy, các bạn ơi, mình hôm nay mình lại quay lại thằng Sáo cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, thằng Sáo của mình bây giờ cũng được mấy tháng tuổi rồi đấy, mình cũng không nhớ nữa, biết được 1-2 tháng tuổi gì đấy. Chồng giờ dạo này lo nghịch lắm các bạn ạ, nghịch ít trẻ con luôn. Đây, còn đây các bạn có nhận ra đây là em gì không? Đấy, đây chính là cái em chào mào. Tí nữa thì mình sẽ kể câu chuyện về em chào mào cho các bạn nghe nhá. Đây còn đuôi này là đuôi yến phụ. Thì hôm nay tại sao mình quay cái em chào mào này câu chuyện ấy, thì đấy như ở cái đoạn đầu video mình có quay lại cái 20 ngày trước của cái em chào mào đấy. Chào mào này thì 20 ngày trước thì em ấy chắc là em ấy đứng ra mép tổ trên cây cao này mình, thì em ấy bị rơi xuống và mình sợ. Em đấy chưa biết mổ mà, cho nên là mình sợ là ở bên dưới em ấy lại còn chưa biết bay, sợ là chuột bọ nó sẽ cắn ấy, nên là mình mới nuôi. Đấy, thì hôm nay 20 ngày sau thì nhìn em ấy cũng đã khá đủ lông đủ cánh rồi đấy, thì hôm nay mình sẽ quay, mình sẽ thả cho em ấy về với tự nhiên nhé các bạn nhé. Đây, giờ mình sẽ xách em ấy xuống. Nói chung là mình nuôi mặc dù được 20 ngày nhưng mà em ấy cũng rất là nhát đấy các bạn. Em ấy nhảy suốt. Em ơi, không phải sợ. Đừng sợ em nha. Đấy, hôm nay thì anh thấy mày đủ lông đủ cánh rồi, thì hôm nay anh quyết định anh sẽ lại trả mày về với tự nhiên nhé. Đấy thì giờ thì anh sẽ thả mày về với tự nhiên thôi. Giữ y lời hứa. Đây, ra đi em ơi. 20 ngày trước thì em ấy vẫn bé xiu xiu, chưa có lông đuôi. Bây giờ thì em ấy có rồi. Mình mở cửa lồng nhưng mà hình như là em ấy hơi rát đây này, em ấy vẫn chưa dám bay ra đấy các bạn ơi. Đây, anh mở cửa rồi, mày ra đi. Ra đi em ơi. Đấy các bạn nhìn thấy em ấy căng thẳng này, xước hết đầu mỏ này, nhìn cũng xót lắm. Hôm nay thì mình quyết định trả em ấy về với tự nhiên. Mình lúc em bé mình thường cho ăn sâu kìa. Đó. Ăn sâu thì em ăn thừa vẫn rơi ở dưới này. Đây các bạn này.
Mình quyết định mình thả em đấy. Giờ em ấy biết mổ rồi mà các bạn. Đây. Tại giờ thì em ấy vẫn chưa quen đó. Vừa ra ngoài chưa quen, vẫn đang đậu ở cây đào nhà mình ấy này. Rồi. Nè, cảm giác của em về với tự nhiên thế nào vậy em? Ok, thôi về với tự nhiên vui vẻ nhá.